Mới đây, trên tài khoản Facebook có tên Ngọc Trinh đăng tải nhiều đoạn clip, trong đó có cảnh một cô gái nằm ngồi một bên, thả hai tay khi đang lái mô tô trên các tuyến đường thuộc khu dự án của công ty Đại Quang Minh, khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Các đoạn clip này bị dư luận phản ứng vì nguy hiểm cho người lái lẫn người xung quanh và có thể gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Theo luật sư Lê Văn Hoàng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cần xác minh danh tính của cô gái trong clip, mời lên làm việc để làm rõ cô gái này có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đã điều khiển hay không. Bên cạnh đó, việc người điều khiển mô tô buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe, quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe là hành vi vi phạm pháp luật theo luật sư hoàng mặc dù các khu dân cư khu đô thị đang trong thời gian hình thành và chưa bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý nhưng khi đã đưa vào lưu thông thì người tham gia giao thông lưu thông trên các đường bộ này cũng phải tuân thủ luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông đường bộ do đó ngay cả khi vi phạm xảy ra tại tuyến đường chưa bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý thì cô gái này vẫn có thể bị xử phạt theo quy định Luật sư Trương Hồng Điền, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lái mô tô biểu diễn buông cả hai tay là hành vi có tính nguy hiểm cao, nguy hiểm cho tính mạng sức khỏe của người lái và người cùng tham gia cùng lúc trên đường. Cần xác định việc tổ chức biểu diễn hoặc huấn luyện biểu diễn xe mô tô đã được cấp phép chưa và người tham gia biểu diễn có đủ điều kiện về giấy phép lái xe mô tô không. Nếu địa điểm những người tổ chức chưa được cấp phép mà vẫn tổ chức huấn luyện, biểu diễn xe mô tô có độ nguy hiểm cao, sau đó quay clip để phát trên mạng internet là vi phạm pháp luật về tổ chức tập luyện thi đấu mô tô thể thao trái phép. Theo đó, cơ quan chức năng có thể căn cứ quy định để kiểm tra, xác định bên tổ chức có vi phạm hay không để có phương án xử lý đối với hành vi buông cả hai tay khi lái xe mô tô chỉ phù hợp khi thực hiện ở địa điểm được huấn luyện biểu diễn mô tô và có huấn luyện viên chuyên nghiệp được cấp phép hướng dẫn nếu không đảm bảo các điều kiện trên thì người điều khiển sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính